Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có một trải nghiệm rất là thú vị. Xe đi dọc đường bị tắt đèn một bên. Thế là mình phải đợi tới 5 giờ sáng. Bây giờ là 4 giờ 50 phút. Bây giờ mình đợi tới 5 giờ sáng là mình mới dám đi tiếp các bạn. Đây, xe mình sau lưng đây. Ghé vào cái xăng, đổ xăng xong rồi chuẩn bị đi tiếp một hành trình đây tới Kiên Giang. Nay mình sẽ thực hiện một chuyến đi về Hồng Phụ Tử, chùa Hang, một số vị anh thắng cảnh như miếu và thờ hậu họ Mạc. Bây giờ là 4 giờ 50 phút mà xe cộ khá là đông. Mình không có chú ý, mình đi ban đêm để tiết kiệm ra tới Kiên Giang sẽ uống cà phê sáng, nhưng mà chắc là các bạn này thất bại đấy các bạn. Nói chung là một trải nghiệm khá là thú vị, và đây cũng là một chuyến đi mà mình gặp sự cố. Bây giờ là 5 giờ rồi, mình bắt đầu khởi hành tiếp với các bạn. Đây là cây sắc canh dầu Petrolimex chạy nhường chân Bắc Ba chứ không phải Bắc Bà Phi. Đúng rồi, nơi có thể mình dừng xe tại đây để mà đợi tới 5 giờ thì mới bắt đầu đi được.
không, 83 cây đây là rất là giá rồi. Đường này, đường này là đi Hà Tiên. Đây là sắp sửa kết thúc cao tốc mà không biết có thu phí không, tại đường xấu quá, mình thấy mình không đáng để mình trả tiền, nhưng mà thấy nản quá, đường quá xấu. Đây là giao địa phận của Lạch Giá rồi nè. Đây là Lạch Giá không? Ờ, phía trước có camera luôn. Camera phía trước mà toàn ổ voi không, gà không à, trời ơi. Thì ai dám đi trời. Đường xá quá xấu luôn. Giá quê là đặc trưng là hai bên toàn hàng cây không à. Đó. Mình đã có mặt tại Rạch Giá, thành phố Rạch Giá. Đây mình tấp vô một cái quán bên kia đường. Quán này là cái quán cơm, trước mắt là giải quyết cái bụng trước cái đã các bạn. Dĩa cơm nhìn ngon, bá cháy luôn. Thịt nè, dưa leo nè, bì nè, mắm nè. Ui, đang đói mà ăn mấy cái món này vô. Thích con gì băng. Mời cả nhà nha, mình ăn đây.